Em xin kính chào quý vị khán giả và các bác yêu cây cảnh nghệ thuật trên toàn quốc. Em xin được chia sẻ một tác phẩm xanh dáng trực lâu năm, hình dáng khỏe khoắn, bông tay hài hòa cân đối, rất đẹp mắt, của anh Đông, có địa chỉ xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Mời các bác quan sát tổng bóng của tác phẩm xanh này. Anh Đông ơi, anh cho em hỏi kích thước của cây xanh trực của anh là như thế nào đấy? Cây này trồng vào cái ang mét 2. Ang mét 2. Tổng chiều cao nó lên gọn từ miệng chậu lên cũng mét 2. À, từ miệng chậu lên trên ngọn là mét 2. Vâng, cái tay tán thì là có chiều rộng như nào anh? Chiều rộng là 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi à? Một chiều 2 mét rưỡi và một chiều cũng mét 2. Vâng. Đấy, nhà ông anh Đông có rất là nhiều tác phẩm xanh, nhưng đang trong thời gian mùa hè, cây còn nuôi dưỡng rất là tùm. Thì cây xanh dáng trực này tay tán đầy đủ và nhìn cũng thoáng, nên em xin chia sẻ, mời quý vị cảm nhận bóng dáng vẻ đẹp của tác phẩm từ xa, sau đó em sẽ lại gần và quay chi tiết để cho quý vị cùng cảm nhận. Anh Đông có chia sẻ cái lượng cây của anh ở trong Vũng Tàu còn rất nhiều, và anh đang chuyển nhà vườn ở trong Vũng Tàu về với xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trong một thời gian tới, anh sẽ có dự định quy hoạch nhà vườn của anh to rộng hơn, đưa nhiều tác phẩm cây cảnh về. Các bác nào có điều kiện và thời gian, chúng ta có thể sắp xếp tới nhà vườn của anh để tham quan, tìm hiểu và giao lưu. Từ giờ đến cuối năm là ngon à, vâng. Hiện tại tác phẩm trực lâu năm này anh có muốn giao lưu không? Trước mắt thì mình cũng đang nuôi, nhưng còn ai có mà nhu cầu thì cũng sẵn sàng giao lưu luôn. À vâng, anh có thể chia sẻ một chút về cái tác phẩm xanh trực hình dáng rất là khỏe khoắn của anh mà em rất thích cái tác phẩm này, cho các bác yêu cái cảnh nghệ thuật cảm nhận một chút được không? Thực sự là cái cây trực này thì nó cũng mình cũng tâm huyết, nên là cũng mua lại của anh em thợ rồi, và cũng tiếp tục đang tạo dựng. Nó chưa được hoàn thiện đâu, nhưng mà mình vừa chơi vừa tạo tác. Tại cây nhà thì mình cũng tự làm đấy chứ không phải mượn thợ. Và thích là cái cây trực nó có cái bộ đấy nó khỏe. À, thứ hai là cái bộ cành nó, cái ổ họng của nó to. Và nó cây hài hòa, để mà kiếm được một cái cây trực mà cái chiều cao nó hài hòa với cái bộ bệ đế thân cành như này thì chắc là bây giờ thị trường là cũng khó. Và nó cũng có cái độ biến của thân rồi. Thường những cái cây nó chỉ có được cái nước da trắng trắng đẹp đấy, nhưng mà biến của thân nó chưa có. Những cây này thì thân nó đã có độ biến, không còn chân chu như kiểu là cô gái 18 nữa. Vâng. Vâng, một là tác phẩm xanh dáng trực hoàn thiện là phải đến 70-80% rồi các bác nhé. Vị trí bông tay cũng khá hài hòa, phần chân đế thân gốc to khỏe vạm vỡ. Vâng, một là bức tranh sinh động của tự nhiên cộng với bàn tay khéo léo tại tác của
những người nghệ nhân đã thổi hồn vào tác phẩm xanh chất lá Nam Điền này. Xin mời các bác vào gần để cảm nhận kỹ vẻ đẹp và màu sắc của tác phẩm. Màu vỏ cây đã chuyển sang màu đồng rồi quý vị nhé. Đây, mời quý vị có thể so sánh những kích thước bàn tay của em với phần thân gốc của tác phẩm này. Phần tay một là to khỏe vạm vỡ. Một là dáng vẻ oai phong. Phần cổ ngọn cây cũng rất duyên dáng các bác nhé, mềm mại. Thực sự em rất là ấn tượng với tác phẩm này các bác ơi. Có nhiều chỗ nông sâu, hang hốc, nổi lõm, u sù. Màu sắc nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau. Em xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi ủng hộ clip video của em. Chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những clip video tiếp theo.